Ủy ban nhân dân quận của Hà Sơn vừa có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại khu vực tổ dân phố 63, đường Mỹ An 24 và tổ dân phố 64, kiệt 356 đường Vũ Hà Sơn. Cụ thể, quận thiết lập vùng cách ly y tế khu vực ngã ba đường Mỹ An 23, Mỹ An 24 từ số nhà 17 đến số nhà 31 đường Mỹ An 24 ngã ba Mỹ An 25, Hoài Thành, từ số nhà 193 đến 195, Hoài Thành và khu vực kịp 356 Ngũ Hà Sơn, gồm 47 hộ với 290 dân khẩu. Thời gian áp dụng cách ly y tế ít nhất là 14 ngày kể từ ngày bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 cuối cùng của vùng cách ly y tế được cách ly và có thể gia hạn thêm.